Không phải là một video mình ngồi chơi game bình luận cho các bạn hay là một video gì đấy với người yêu cả. Nó là một video liên quan đến người yêu mình, nhưng nó không phải là video mình quay với người yêu nữa. Hiện tại thì mình đang là người FA. Vậy chắc hẳn với cái tiêu đề thì các bạn cũng biết là chuyện gì đã xảy ra rồi. Chắc hẳn các bạn vào đây để nhằm mục đích là để xem là chuyện gì đã thật sự xảy ra. Và các bạn sẽ thắc mắc với mình, nên bây giờ mình sẽ nói luôn. Hiện tại mình với Ami, bọn mình vừa chính thức chia tay. Vậy câu chuyện chia tay của chúng ta ở đây là như thế nào? Thì mình sẽ kể cho các bạn ngay tại đây thôi. Câu chuyện chia tay của bọn mình diễn ra như thế này. Trong cách đây 1-2 ngày trước, bọn mình có xích mích với nhau khá là nhiều, chính xác là 2 ngày gần đây. Xích mích của mình với Ami là cái gì? Đó là mình đã được một người nào đó ở tại khu vực Quảng Bình của Ami, và là bạn cũ của Ami, và nghe thanh niên đó nói là đã từng thích cả Ami nữa. Nói về Ami với những lời lẽ nó khá là khiến cho mình có một suy nghĩ tiêu cực về Ami. Rất nhiều bạn đây chắc hẳn cũng có một cái cùng một cái suy nghĩ như vậy. Đó là Ami yêu mình là có yêu thật hay không, hay là yêu mình bởi vì mình nổi tiếng và bởi vì mình có tiền. Đó là tức là yêu là để lợi dụng, hay là yêu là vì thật sự yêu mình. Đó vẫn luôn là một câu hỏi thắc mắc như vậy. Thì bản thân mình cũng phải có những cái thắc mắc của riêng mình. Bọn mình mới yêu nhau được có chưa được 1 tháng thôi, và bọn mình cũng cần phải tìm hiểu nhau. Chính vậy nên là khi mà mình hỏi cái điều đấy thì hẳn là nó cũng hơi động chạm, và nó khiến cho Ami nghĩ rằng là mình không tin được Ami. Nhưng mà mình có lý do để hỏi điều đấy, bởi thật sự mình đang rất là yêu Ami. Mình sẵn sàng là từ những ngày đầu tiên yêu, bọn mình đã đi gặp ở Hà Nội, và mình đã bắt đầu gọi là đưa Ami đến với các bạn, cho các bạn biết là Ami là người yêu của mình. Và mình đã đi đến tận nhà Ami ngay trong tuần sau đó chỉ để mua một cái máy tính cho Ami, lắp đặt các thứ cho Ami. Mình sẵn sàng bỏ bê, mình không livestream trong cả nửa tháng cuối, nửa cuối tháng 11. Và mình luôn luôn là mình đưa cái việc gọi là chăm sóc Ami, quan tâm Ami lên hàng đầu. Mình yêu Ami như thế nào bản thân mình biết, Ami biết, tất cả các bạn đều biết và các bạn đều thấy. Các bạn chắc chắn cái tình yêu đó không phải tình yêu giả tạo rồi. Và mình cũng không nói tình yêu của Ami là giả tạo đâu, nhưng mà mình chỉ thắc mắc như vậy thôi. Khi mà có người nói với mình như thế thì mình cũng phải thắc mắc. Mình mới hỏi Ami là: Vậy bây giờ em yêu anh vì anh nổi tiếng đúng không? Thì ngay lập tức là Ami quạo lên với mình. Và bọn mình có hơi cãi vã một chút, xong cái bọn mình rồi là bọn mình lành với nhau. Xong rồi là mình lại nghe được một câu chuyện nữa. Đó là lúc trước khi yêu mình thì Ami cũng có người yêu cũ, và thậm chí là có một vài người cơ, chứ không chỉ là một người. Thì người yêu cũ gần đây nhất của Ami là một người nào đó mà mình không tiện nêu tên. Ami, trong suốt một quãng thời gian mình yêu nhau với Ami, mình đã kéo kênh của Ami lên tới một số lượng sub là tận 100.000 sub trong vòng một tuần. Và cái hôm mà đạt 100.000 sub đấy, buổi tối nó chỉ đạt có 97.000 sub thôi. Mình đã phải bật livestream lên. Mình lên hẳn livestream để mình ngồi mình kêu gọi các bạn ơi, đăng ký cho Ami đi, để Ami lên được 100.000 sub, để mình chụp xin cái hình, để mình gửi cho Ami, để Ami còn đăng tất chúc mừng các thứ các kiểu cảm ơn. Thế là mình đã kéo các bạn đăng ký, và các bạn đã đăng ký cho Ami trong buổi tối đó 100.000 sub. Nếu như bạn nào mà xem buổi livestream đó, các bạn có biết. Và sau cái buổi tối hôm đó thì mình đã kéo sub của Ami lên 100.000 sub. Và khoảng hơn 8 giờ ngày hôm đó thì Ami đã đăng một bài viết lên là cảm ơn 100.000 sub. Những bài viết đó Ami viết với một cái tiêu đề là như thế này. Đó là cảm ơn tất cả mọi người đã hộ mình. Nhưng mà không có một câu nào là cảm ơn mình. Không có một câu nào là cảm ơn anh. Lúc trước Khánh Ly, người yêu của Kelly, đạt 100.000 sub, các biết Khánh Ly đăng bài là như nào không? Không biết nói gì ngoài cảm ơn tất cả mọi người, và đặc biệt là anh Lò Quý Thuận. Tag Lò Quý Thuận vào. Đơn giản nó là những cái gì đấy đơn giản như vậy thôi, thì mình cũng đã cảm thấy rất là vui rồi. Nhưng mà Ami không làm điều đấy. Thế là mình cũng có buồn. Xong rồi là Ami đi vào, Ami nhắn tin Ami cảm ơn mình. Nhưng mà cái đấy nó như kiểu nó chỉ là một cái gì đấy sửa chữa tạm thời thôi, chứ nó không thể nào mà nó làm cho cái cảm xúc của mình lúc đấy nó bớt tiêu cực đi được. Mình thật sự mình suy nghĩ rất là tiêu cực. Mình nghĩ rằng Ami có thật sự yêu mình hay không? Ami có thật sự là muốn công khai cuộc mối quan hệ của bọn mình với mọi người hay không?
từ hôm mình yêu Ami đến giờ Ami không đăng bất cứ một cái gì về mình, Ami không đăng một cái ảnh gì về mình, bất cứ ảnh nào mà mình chụp với Ami, Ami đều bảo là anh đăng đi, anh đăng cái ảnh này đi, anh ảnh này em xinh, nhưng Ami không đăng một cái ảnh nào cả. Cái đó làm mình rất là buồn.